Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Cerato 2019. Sản phẩm được sản xuất tại công ty Halon, thuộc tập đoàn Halon HCC của Hàn Quốc. Đây chúng ta đang nhìn, đây là cái phía mặt trước của sản phẩm này. Đây là cái cuống da co để chúng ta bắt van tiết lưu. Đây là cái thân dàn này, phía mặt trước, mặt sau của sản phẩm. Đấy. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em, đó chính là cái dàn lạnh trong xe của xe Cerato 2019. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô B1T, số 1/319 Tam Trinh, liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.